Vâng, em chào toàn thể các quý anh chị ạ. Hôm nay tự cô đẹp Phúc Tuấn em xin giới thiệu với anh chị một cặp cá xiêm. Cặp này của em là cá đơn ạ. Bên em có giới thiệu một cặp cá đôi nhưng mà nó liền nhau. Nhưng cái tác phẩm này của bên em là cá nó rời nhau anh chị nhá. Hai chú cá rời nhau, tách rời nhau ra. Đây ạ, để cho anh chị kê vào hai bên cái đôi cho nó dễ. Đấy anh chị ơi. Đấy, đây này, cách thời gian một cái đôn đơn như thế này. Thì tất hai bức cá này thì em cũng đọc kích thước xem như nhau. Hai bức thì cũng gần như nhau thì em sẽ đọc kích thước một kích thước thôi anh chị nhá. Và kích thước này thì với chiều cao là 60, ngang 58 và chiều sâu là 38. Đấy, là đọc chung một kích thước và nó xem nhau một hai vài phân ấy thì nó không đáng kể gì. Thì anh chị nhìn trên thực tế này thì hai bức cá xiêm này thì nó cũng gần như nhau thôi. Vâng, thì tác phẩm này thì bên em chế tác được bằng gỗ chắc đỏ đen anh chị nhá. Gỗ chắc đỏ đen, một loại gỗ rất là quý ở thị trường Việt Nam. Và gỗ này thì được bảo tồn vào danh sách là quý hiếm của đất nước Việt Nam ta. Vâng, những tác phẩm này thì bên em có tặng kèm theo cả kỷ. Về anh chị chỉ việc chơi thôi, về anh chị việc trưng cho nhà để lên trên cái bàn hoặc cái đôn thôi, là kê lên là chơi được tác phẩm này. Đấy, hai chú cá xiêm đối đầu vào với nhau. Đấy, những cái đường bên em đục họa tiết thì rất là kỹ. Và đây chị xem những cái xiêm này, những cái đuôi của những chú cá xiêm này và những cái vây xòe ra rất là đẹp, giống như một chú cá xiêm thật luôn, cực kỳ đẹp và bắt mắt luôn ạ. Và đây ạ, hai và chú cá bên này đây. Và dòng chắc cổ đen thì một dòng đây chắc ta anh chị nhá, chắc ta lên anh chị xem những cái đường vân này, đỏ với cả đen san lẫn với nhau nên rất là đẹp ạ. Và đây chị và anh chị em quay sát vào thì giới thiệu với anh chị cái đường nét đục của bên em này, những cái chặt tỉa này bên em chặt rất là kỹ, đều chặt tỉa bằng tay hết đấy chị ơi, chặt tỉa bằng tay hết nhá, rất là kỳ công ạ. Và anh chị nhìn những cái dáng thế cá của bên em đây ạ. Đấy, nhìn rất là bắt dáng rất là chuẩn và đẹp luôn ạ. Đấy, và cái quả tròn tròn này bên em đục nó như là một cái quả ngọc ạ, nhả ngọc luôn đấy chị ơi, trả ngọc luôn nhá. Đấy, trả ngọc luôn ạ. Và tác phẩm này theo phong thủy thì những cái chú cá xiêm này hay là chúng gái chọi ở Indo thì sẽ mang được cái phong thủy rất là tốt, rất là mạnh mẽ, thể hiện sự mạnh mẽ này và ý chí vươn lên rất là cao. Và cái tác phẩm cá xiêm này thì rất là phù hợp cho bác nào kinh doanh hoặc là phát triển những cái công việc của mình. Đấy, đây là mặt trước đấy chưa, đây là mặt trước nhá. Rồi em sẽ quay mặt phía bên sau cho anh chị ngắm về mặt sau của tác phẩm này. Anh chị chọn để em quay mặt sau tác phẩm. Và đây ạ, đây là mặt sau của tác phẩm đấy chứ. Anh chị ơi, đây là tác phẩm chú cá đầu tiên đây. Thì em quay mặt sau đây ạ. Mặt sau đây thì bên em có đục đây, những cái vây là người cá thì bên em có đục hết này. Còn những cái dưới này là bên em đục những cái núi đá và như kiểu cái san hô đấy ạ. Rồi, đây là bức cá đầu tiên. Rồi em sẽ quay mặt sau của bức cá thứ hai này. Đây ạ. Bức cá thứ hai này thì đây một chút em sẽ quay mặt sau của bức cá này. Anh chị đợi một chút nhé, để em quay mặt sau ra để giới thiệu anh chị bức cá bên này. Đây ạ. Đây, quay mặt trước của bên này. Và đây mặt sau anh chị ơi, đây là mặt sau nhé, đây là mặt sau ạ. Đấy, hai bên thì mặt sau nó như nhau thôi, cũng đục cái họa tiết hoa văn thì cũng giống nhau ạ. Đấy là mặt sau ạ, chặt tỉa đằng sau hết anh chị nhá. Rồi em sẽ quay lại mặt trước để cho anh chị ngắm một cặp luôn. Cái này thì bên em đục rời ra thì anh chị có thể là kê nó dễ hơn. Và bình thường là bên em sẽ chế tác và đục của nó. À, nếu mà có liền nhau, thì bên em cũng có làm nhé. Đây là cặp rời để cho anh chị thuận tiện cho việc là kê hai chỗ hai cái đôn
Đấy, còn anh chị là muốn có một cái đơn to và có cái sảnh to như cái bàn này thì có thể là đặt bên em cái cặp cá liền, cá liền với nhau, không rời ra luôn đâu. Thì tác phẩm này thì anh chị là muốn đặt hàng thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại của bên cửa của em ạ. Với số điện thoại 0389 889968 ạ. Đấy, địa chỉ của bên em ở làng Ngày Mộc, Đông Gia, Cẩm Giàng, Hải Dương anh chị nhá. Và tác phẩm này thì bên em giao lưu bán với giá là 6 triệu đồng là một cặp anh chị ạ. 6 triệu đồng là một cặp hai chú cá xiêm này, rất là to và rất là đẹp này. Đấy, kích thước thì khoảng tầm 58 đến 60 chiều cao và chiều ngang khoảng tầm 56 đến 58 chiều ngang, chiều sâu là khoảng từ 36 đến 38. Đấy, để em đang xem hai bức này nó như không giống nhau như vậy. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ, rất mong được sự ủng hộ của tất cả các quý anh chị trên mọi miền tổ quốc. Em xin chào và hẹn gặp lại clip tiếp theo.